Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha Fino 125/2009 ra mắt cái màu mới đầy cá tính, có mức giá 34 triệu đồng. Cái chiếc Yamaha Fino 125 là mẫu xe có thiết kế lịch lãm, nhỏ gọn, để phù hợp với cái nữ sinh, nhân viên văn phòng hay những người yêu thích cái sự nhẹ nhàng. Vừa qua, Yamaha Thái Lan đã cho ra mắt cái phiên bản là Fino 125/2009 với loạt những màu sắc mới đầy cá tính, và giá của chiếc Yamaha Fino 125/2009 ở cái phiên bản thường là 46.400 bạc, tương đương khoảng là 34 triệu đồng. Cái phiên bản Premium có mức giá 51.900 bạc, tương đương khoảng là 38 triệu đồng. Yamaha Fino là cái dòng xe tay ga cỡ nhỏ được thiết kế dành riêng cho những khách hàng nữ giới. Ban đầu cái mẫu xe tay ga này có phân khối chỉ là 110cc, sau đó là 115cc, và ở cái phiên bản mới nhất của Yamaha Fino 2009 đã được trang bị trên mình có động cơ Duro giống như những dòng xe Mio, Star City hoặc là X-Raider để giúp lái xe linh hoạt hơn, mạnh mẽ hơn. Ngoài ra có cái công nghệ là Stop and Start System thông minh giúp cho tiết kiệm nhiều tốt hơn. Cái chiếc Yamaha Fino 125/2009 vừa mới ra mắt cái hai cái phiên bản bao gồm Premium và Standard, đi kèm 4 màu sắc hoàn toàn mới gồm trắng là phiên bản Premium, xanh trắng, đỏ trắng, đen trắng là Standard. Yamaha Fino 125/2009 với phần đầu có thiết kế thời trang, đèn pha fluorescent giúp tăng cường ánh sáng tốt khi đi đêm. Cái đồng hồ kiểu tròn cổ điển hiển thị cái dạng là analog với những cái tính năng đặc trưng như vận tốc di chuyển, tín hiệu vân, và một cái đồng hồ báo xăng mini dạng tròn đặt ở vị trí gần cái cụm công tắc trái của tay lái. Cái chìa khóa từ thông minh giúp bảo vệ chiếc xe an toàn hơn. Dung tích cốp xe lên tới 14 lít giúp chị em phụ nữ có cái chỗ để chứa rất nhiều đồ tiện ích. Và giá của chiếc Yamaha Fino 125/2009, cái phiên bản thường có mức giá là 46.400 bạc, tương đương là 34 triệu đồng năm. Phiên bản Premium thì có mức giá là 51.900 bạc, tương đương khoảng là 38 triệu đồng năm. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của cái chiếc Yamaha Fino 125/2009. Cái động cơ SOC 4 thì xanh đơn, vành là mát bằng không khí. Hệ thống sedan 125cc. Cái tỷ lệ nén 9.5:1. Đường kính hành trình piston 52.4 nhân cho 57.9mm. Dung tích nhiên liệu 4.2 lít. Kích thước rộng, dài, cao lần lượt 740 x 1870 x 1210mm. Cái chiều cao yên 745mm. Khoảng cách giữa hai trục bánh xe 1260mm. Cái trọng lượng 99kg cho phiên bản cao cấp và 98kg cho cái phiên bản tiêu chuẩn. Hệ thống điện đèn pha dạng LED. Bánh trước kích thước 70-90-14mm 34B. Bánh sau kích thước là 80-90-14mm 40B. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, subscribe.